Và nối tiếp chương trình văn nghệ ngày hôm nay, bà Lan xin trân trọng giới thiệu giọng hát của em Bảo Phúc qua nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về. Xin mời em bước lên sân khấu. Bà Lan muốn quý vị dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho em Bảo Phúc. Bởi vì em Bảo Phúc người rất là mệt mà em đã vượt đường xá xa xôi để về với ngôi nhà chung của chúng ta. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi ạ. Vâng, Bảo Phúc ở Thanh Hóa đến đây là rất cảm ơn và cảm kích được sự đón nhận, sự thân thiện từ các anh, các chị, xem như người trong nhà. Thật sự là Phúc cảm rất là cảm động ạ. Chúc cho gia đình ta ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Con biết bây giờ mẹ chưa tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bấy đầy trường ngõ mà tin con vẫn xa ngàn dặm. Ôi nhớ xuân nào thừa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trống bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người rửa sáng, khu vườn thiếu mai vàng xuân. Mày trẻ thương ấy chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm gì. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Cảm ơn. Con biết bây giờ mẹ chưa tin con, thì thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thừa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trống bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người rửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ
tà áo mới. Ba ngày xuân đi quê xóm gì, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm mẹ thương con xin đời ngày. Vâng, thật là xúc động, thật là xúc động. Vâng, cảm ơn giọng ca của Bảo Phúc. Bảo Phúc đã làm căn phòng xúc động rất nhiều.